Để đảm bảo an toàn trong đón và phục vụ khách dịp cao điểm 30 tháng 4, 1 tháng 5, việc xây dựng và tuân thủ quy trình phòng chống dịch được ngành du lịch thành phố Đà Nẵng quán triệt thường xuyên đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Mặc dù là khách sạn ven biển với công suất phòng đạt trên 90% dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, tuy nhiên cơ sở lưu trú này vẫn dành quỹ phòng để thiết lập khu vực riêng nhằm xử lý các sự cố y tế có thể xảy ra trong quá trình đón và phục vụ khách du lịch. Chúng tôi đã thiết lập một tầng riêng biệt, trong đó có một phòng gọi là phòng y tế để dùng để test, sử dụng để test khi khách nghi mắc ca nhiễm. Các phòng khác thì đã được sử dụng để là phòng cách ly. Đối với các khu nghỉ dưỡng 5 sao, quy trình phòng chống dịch được nâng cấp thêm một bước với đội ngũ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt hơn. We have our own measurements. For example, we have our own doctor. Chúng tôi xây dựng quy trình phòng chống dịch dựa trên hướng dẫn của Sở Du lịch, đồng thời thiết lập thêm một số biện pháp phòng tránh dịch riêng. Chẳng hạn như trong khu nghỉ dưỡng có bác sĩ, nhân viên được đào tạo để có thể xử lý tốt khi khách bị nghi nhiễm, báo cáo với cấp trên và hướng dẫn đưa khách đến nơi an toàn để làm xét nghiệm cả cho khách nội địa và khách quốc tế. Chúng tôi cũng thiết lập khu vực chức năng khi có ca mắc COVID-19. Đối với những ca khẩn cấp, chúng tôi còn trang bị phòng cách ly tại một khu riêng biệt hoàn toàn với các khách khác. Theo Sở Du lịch thành phố, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ du lịch phải xây dựng và tổ chức triển khai phương án phòng chống dịch COVID-19 tại địa điểm kinh doanh, thực hiện đúng và nghiêm túc quy trình đón và phục vụ khách, quy trình xử lý sự cố y tế tại cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch khi có trường hợp khách mắc COVID-19. Hiện Sở Du lịch vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế nhằm đảm bảo phòng chống dịch khi du lịch mở cửa hoàn toàn. Ngành y tế luôn luôn cùng với ngành du lịch tham gia đảm bảo y tế cho các sự kiện và chỉ đạo các cơ sở du lịch đều phải có kế hoạch phòng chống dịch, đều phải cùng phối hợp với các cơ sở y tế địa phương trong công tác đảm bảo y tế cũng như là đảm bảo công tác phòng chống dịch cho du khách. Trước đó, trong tháng 3 và xuyên suốt từ đầu tháng 4 đến nay, Sở Du lịch Đà Nẵng đã thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn phòng chống dịch trong hoạt động kinh doanh du lịch để đảm bảo chất lượng, nguồn nhân lực, phục vụ du lịch trong mùa cao điểm.